rồi bố mẹ chị đâu, trong cái bệnh viện bạn chị đang đau ốm bố mẹ chị có xuất hiện đâu, xuất hiện vừa thôi, nó lượt bỏ bớt vừa thôi. Con này cây cúc tức quá chết mà tao tức quá. Gió mà là yêu thương. Thôi bị đùa rồi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với F Reaction. Yeah, và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ cùng nhau đến cả một cái MV là bạn không thể yêu của Lưu Hoàng. Mày có bạn thân khác rồi không? Không. Đạo thế tao không có. Chả có. Chả có ai. Anh khá biết anh nào ấy. Mưa. Không có anh nào hết. Không có anh nào hết. Rồi, bọn mình đều không có bạn thân khác giới nha các bạn. Và nếu các bạn quan tâm thì bạn thân khác giới sẽ là chủ đề của mình sẽ làm trong số tiếp theo của Ngồi lên đâu mách. Hãy các bạn biết gì không? Lúc nãy anh cameraman bảo là đừng có đi thẳng trực tiếp vào vấn đề quá, xong rồi nó nói tẹt luôn. Hấp dẫn. Bài hát vừa rồi tên là gì vậy? Trực khảo đẹp quá anh. À, tao nhớ rồi, MV cũ rồi. Hình như đoạn trước là đến đây là dừng nè. Ừ. Ý là chị này mất trí nhớ, chị này nhớ lại hả? Thảo. Ủa sao tên là Thảo vậy? Sao không được tên Thảo? Mày vấn đề với người tên Thảo. Không. Chả hiểu. Đôi khi chúng ta phải chọn điều buồn nhất, vì đó là điều tốt nhất cho tất cả. Chọn điều buồn nhất, nhưng điều đó lại tốt nhất cho tất cả. Giống như kiểu là học sinh phải cố học sinh giỏi nhỉ, để cho đi mẹ tất cả mọi người đều à, hình như ở phần trước là anh này đến kiểu là hai cái cặp đôi kia, cái chị Thảo này và cái anh bạn của anh bạn thân đúng không? Yêu nhau. Sao lại thế này? Yêu nhau sao lại thế này? Phối kết hợp. Xịn nhỉ, ôi nhìn có xe mê vậy. Nghe mà thu xếp mà. Nhưng mà chị này bị ám đấy, mua con này là không tán gái. Ừ thôi. Wow, Tiki bán mũ bảo hiểm luôn hả? Wow, Rolls Royce luôn. Bên này lại thành cái rồi. Sao không ngồi chung một xe luôn? 5 chỗ sau cùng là bắt thằng bạn đi xe máy bên cạnh. Rồi hai người đi chơi với nhau thì đi một mình đi, yêu nhau thì đi một mình đi. Rủ bạn theo, trời đất ơi. À, không phải yêu anh này vì đi ô tô đâu, mà là yêu anh này vì anh ấy tóc dài. À ôi, anh này là kiểu đẹp trai lãng tử. Đây là đoạn cuối clip lần trước. Ồ, tôi tưởng chị này nhớ là anh này rồi mà vẫn quên anh kìa. Tức là thế nào? Tức là anh này là bạn chị này. Mày phải xem từ phần trước. Nhưng mà tại sao là bạn không thể yêu? Em biết đâu được, mày phải xem. Tạc người yêu thương nhất. Dễ thương quá. Mày có thấy cái thanh xuân vườn trường người ta hay để tóc kiểu ngắn. Tóc thạch ế đó. Ủa, gì vậy? Sao không rồi? Ôi, mẹ nhìn người yêu mình ngày xưa hôn là khác nhục. Hớt mà dốc kình. Khóc à? Thời gian qua là những đậm sâu. Sao lộ nhỉ? Có lộ cái gì đâu. Ui, chị ấy xinh đấy. Xinh nhỉ? À? Playboy. Được bạn. Hay, đợt khung hành. Rất thích kiểu khung. Rất là ghét kiểu này luôn á. Quen người yêu mới hơn khi đến người yêu cũ gì vậy chị? Mày nhớ lại chưa? Cái đoạn điệp khúc không phải này hay. Này có phải chị này nhớ được cái gì không? Em cảm giác kiểu hơi kiểu nhớ được cái gì ấy nhỉ? Khó chịu rồi. Ủa vậy được có quen anh kia không? Vậy có quen này không? Twist mày ạ, like mày sẽ biết. Cái này gọi là solo guitar đúng không? À, đây bọn đánh nhau lần trước này. Ủa biết ở đâu luôn. Biết ở đâu mà chạy tới trời. Thành giao khách cảm. Mối quan hệ tay bốn.
tay 4 luôn rồi hả? Từ tay 3 chứ. Nãy có chị kia tóc dài nó chơi bừng binh. Ủa, mình đã thống nhất ngay từ đầu là không có hôn rồi, tại sao anh không làm vậy nữa hả? Trời ơi, mới yêu hôn gì. Ui, nhưng mà không phải theo cách đó. Thế là có sắp đá, có sắp đá. Em bảo mà nhớ chị này, chị này chắc nhớ ra. Có khi chị này giả vờ mất trí nhớ. Giả vờ mất trí nhớ. Chứ nếu mà nhớ ra thì quay về anh Lu là được rồi mà. Ờ đúng rồi, tức là kiểu chị này là sao lại phải thống nhất với anh này làm người yêu làm gì, đúng không? Nhưng đối với anh đó là hạnh phúc. Ôi anh tóc dài khổ vậy. Anh yêu em. Hai ông bạn này là bạn, hai ông này là bạn. Ok. Nhưng mà chị này như là sợ mất trí nhớ hay sao ấy. Gia đình phản đối là cái gì đấy, nói chung là hình như liên quan gì đấy ông kia. Ủa anh xem phần 1 chưa? Anh xem rồi đấy, nhưng anh còn nhớ được là. Nhưng mà tìm ai làm người yêu chả được, sao phải tìm bạn thân nó. Ờ đúng. Kiểu hurt broken gấp đôi. Tự nhiên là hai người không chơi với nhau nữa ấy. Trời đất ơi, thấy không? Cũng đẹp trai đó chứ. Phanh áo, phanh ngực đồ kìa. Lại có tự phong trần, đáng tự phong trần. Thấy ơi, tóc dài hay bị đánh gì xưa em thế. Sao vậy? Alo. Vì tóc dài. Ừ, vì tóc dài. Có phải đâu, tao đánh mày, tại vì đánh mày dễ. Túm dễ. Để đâu trong cái xưa túm nào được. Ôi thôi xong. Ôi. Lại bệnh rồi, lại máu trắng hay là ông hư gì rồi. Một anh nào đấy kiểu bạn chung của cả hai ông này. Đấy, rồi chở xe máy xem nào. Ủa thì lúc này anh chạy lên xe đi. Anh lên xe anh đi luôn. Sao anh đứng lại chi vậy? Không hiểu luôn. Anh lên xe, cái xe ô tô đó anh đi luôn. Bởi vì anh muốn đánh nhau, mà anh đánh chưa đã, giờ muốn đánh thêm. Hay là anh bị say xe, tới cuối cùng không chịu vào cái xe. Bị say xe. Cho nên mới đi mô tô. Anh ấy bị đập đầu rồi chị ơi. Bia ngồi. Biên. Cô lên Thảo ơi. Cô lên Thảo ơi. Mày bị gì đấy? Nói thế cái gì? Thảo ơi. Tôi nhìn nó cứ đau đau ấy. Cảm giác ăn cái một gậy người giống kiểu hồi xưa của bố, mấy bố hay đánh con ấy, cầm cái cung nước trốn học này. Trời ơi, xót tim quá, trời ơi, trời tim luôn á. Tao đã từng bị yếu đuối trước khi thấy trai đẹp bị đập. Cảm giác lâu bay sẽ ra sao. Không, thực ra bài đấy cũng hay. Đánh gì chứ anh hôm qua này cứu bạn đi. Biết chứ, ông kia ông kêu chạy đi để ông bỏ lại em con tim mà. Bây giờ mới gọi. Trời ơi, mê bồ bỏ bạn. Đến rồi đấy. Chết rồi, anh chết rồi. Không có chết. Linh hồn nè, anh này không nghe. Sao rồi? Ôi trời ơi, hết hồn chết. Hai đứa này tao mệt quá luôn á. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao. Tao xin lỗi mày có sao không? Hỏi như cái đầu. Tao xin lỗi. Không, tao không sao. Một cái nhớ lại bắt đầu lý do. Flashback. Đầu năm học, Thảo có nhờ tao một chuyện. Nhưng chị này đội tóc giả. Thế hả? Ừ. Sao chị biết? Tại nhìn cái tóc nó bị giả. Tao tự nhiên hôm nay ăn ra đây. Giống tóc giả bảo người ta là tóc giả. Hồi đó em với Lu từng yêu nhau một thời gian, nhưng em thấy Lu phải tiếp tục trong mối quan hệ không có tương lai. Vì sau lần bị tai nạn, bác sĩ phát hiện em bị suy tim giai đoạn 3 và chỉ có thể sống thêm một khoảng thời gian thôi. Sống một thời gian mà chừng ấy năm luôn á ba. Sống thêm một khoảng thời gian nữa thôi là chừng ấy năm. Sống thêm khoảng thời gian nữa là già luôn á ba. Chắc là chị này đi nơi khác. Đấy, thấy kiểu sắp chết nên là giả vờ mất trí nhớ đấy. Thôi đến đây đi. Bảo ba là đuổi đi. Bảo ba đuổi đi. Vậy mà sau chừng ấy năm gặp lại, anh vẫn còn tình cảm với em. Rồi bây giờ em tính sao? Rồi, hiểu rồi. Tức là anh này tụi em đi trước đã thích chị rồi à? Dạ, làm người yêu của em nha.
Nhờ ai không nhờ đi, nhờ thằng bạn. Nếu là mày ra phải tìm cái người thì mày phải làm gần sao? Nhất với mình để cho nó cay, nó quên nhanh. Thấy chưa, bộ vậy nhờ bạn bè đóng giả bồ, giờ mất cả bồ cả bạn. Mối quan hệ này là giả, nhưng tình cảm của tao là thật. Thôi xong, anh em chơi chung với nhau, có chung gu với nhau cũng hợp lý đúng không? Trong 2 tiếng nữa, bệnh nhân cần phải được cấy ghép tim. Và đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm để cứu sống cô ấy. Lấy của tôi đi, tôi là người có cùng nhóm máu. Đây là cái tim ta này. Cấy ghép tim, lấy tim của tôi đi. Ôi, hai anh không có gia đình, bạn bè, người thân, bố mẹ ở nhà hả? Tức cơ, bố mẹ mấy anh nghe mà tức luôn á. Bố mẹ nghe mà tức luôn á. Tự dưng cái để con ra cái yêu một người, cái tim của anh này lấy ra nghe. Màu đen này là không cần gì, chỉ cần trái tim rung động, cần thêm một sự quan tâm. Còn thương là chung bước tiếp trên con đường. Không, tao nghĩ anh này chết. Chị cầm cửa sổ của anh luôn. Dù cho những lúc lầm kiểu lỗi, hồn bất vượng. Mỏng trắng nó hồn kiểu hồn ma. Tôi luôn muốn dành những điều tốt nhất cho Thảo. Thanh niên kia màu trắng mà, cháu trắng là thiên lên thiên đường, chắc thế. Đấy chưa? Chỉ có tôi là phù hợp để hiến tim. Tôi luôn muốn dành mọi điều tốt nhất cho Thảo. Cũng may. Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng... Thế nghĩa là sao? Thì chắc là thanh niên này hiến tim cho bạn này để sống. Thì thanh niên này yêu nốt, chắc thế. Bởi vì điều tốt nhất tôi có thể làm cho Thảo lúc này... Vừa mất bản thân, vừa mất bồ này. Lô Hoàng cũng đóng phim đấy. Cho nên diễn điểm đầy cho chứ. Nếu mà tim anh này chuyển cho anh chị này, xong rồi hai người kia vẫn yêu nhau, thế là anh này yêu anh kia. Trời ơi, người ta đã cảm xúc như thế, đừng hòa hợp bầu không khí này được không? Một chút mà. Trời ơi, chị đẹp cạo xuyên khắp rồi đấy. Hạch nào nhỉ? Này này, đúng nghĩa là em đang giữ trái tim của anh đúng không? Nói cho bà chị này bị suy thận, suy gan. Một bên thận nghe cũng hợp lý. Xong rồi tặng một cái thận, tặng có gan là đã thấy rất là cao cả, bao la rộng lớn rồi. Bởi vì hiến tặng thường là mình ký vô hiến tặng là trong trường hợp mình bị tai nạn, bị gì, nếu mà tim vẫn còn thì đồ hiến tặng thì rất là hợp lý. Chứ còn đang sống nguyên, tự nhiên hiến nguyên quả tim chết cha mất nó. Mấy người đâu bị ung thư gì đâu, vẫn thể hảo sinh ha. Một nhóm bạn nó đi chơi ba đứa, một đứa con gái, hai thằng con trai, nó kiểu gì nó cũng toang. Thế nên chơi thì chơi solo một thôi, có gì toang thì hai đứa toang với nhau, không ảnh hưởng người thứ ba. Đúng không? Nó lại chuẩn. Này là chuẩn. Cái chết là tôi không cam tâm. Không cam tâm thật. Giống Iron Man vậy. Tự nhiên cứu chị này xong để chết anh kia, anh kia đang khỏe mạnh bất trời mà. Đúng không? Đâu có bệnh viện nào cho phép làm cái điều đó đâu. Rồi bố mẹ chị đâu? Trong cái bệnh viện bạn chị đang đau ốm, bố mẹ chị có xuất hiện đâu? Xuất hiện vừa vừa thôi, nó lực bỏ bớt vừa vừa thôi. Con này cây cốt. Tức quá, cái chết mà tức tức quá. Gió mà là yêu thương. Thôi. Em MV này khá là hay. Mà nếu mà kiểu là khi mình gộp cả cái phim ngắn này 26 phút lại thì em thấy là khá là hay. Nhưng mình thấy câu chuyện nó cẩu huyết, có máu chó kiểu. Các cái tình huống tại sao chị lại phải làm thế? Tức là những cái tình huống nó xảy ra nó hơi bị kiểu gượng ép một xíu. MV này lần này nó rất là đầu tư về mặt hình ảnh. Hình ảnh và âm nhạc Lưu Hoài lúc nào nó cũng rất là kiểu như là bắt tai, và cái đoạn điệp khúc cũng bắt mình nghe đi nghe lại. Diễn viên đẹp. Màu sắc cũng đẹp như là phim ấy, như phim ấy rất là đầu tư về nội dung. Nhưng mà nói về nội dung của MV bài này thì mình thấy là nó không hấp dẫn được như cái MV đầu tiên, kiểu tại kết nó không thỏa đáng lắm ấy. Thực ra em thấy lúc nào cũng phải quay về một cái câu chuyện là một người đi một người ở, chứ không thì bây giờ một tình tay ba đúng không? Không thì bây giờ bắt một chị ở giữa đứng chọn một lúc hai anh thì tự nhiên chị đấy thành chả ra gì. Cái phần trước ấy hơn, cái phần trước xem nó kiểu nó có kiểu twist, kiểu nó sướng hơn. Em đã xem phần trước. Cảm giác kiểu phần 2 này tác giả đã đạo diễn trong kiểu muốn giải thích hết tất cả những cái twist ở những cái ấy trước ở phần 1. Tại sao chị ấy làm thế đúng không? Thôi, và các bạn nghĩ sao về cái MV này, là bạn không thể yêu của Lưu Hoàng, hãy để lại bình luận cho tụi mình ở phía dưới. Vậy thôi, nếu thấy hay được cứ like, share, subscribe cho SM nhé. Bye bye.
Sao mày coi cầu quen?